Ok, Wasco, bây giờ 11 rồi. Một mình đối đầu với 17T ha. Nó phải xuất hiện. Nó xuất hiện rồi. Nó xuất hiện. Nó xuất hiện rồi. Một tên nữa. Máu. Ok, what show trên bản đồ đã xuất hiện sân đỏ rồi. Đã xuất hiện các anh này. Mọc nốt anh này. Ôi. Đạn năm tên nữa. Thời gian được nâng lên nhé, thời gian giờ đang là 10 phút cuộc chiến, tức là số lượng địch tăng lên và thời gian cũng tăng lên. Ok, mình cứ tưởng nó cố định nhanh quá, xảo hiệp, xảo hiệp bọn này, bọn khủng bố này. Ok, let's go. Tiếp tục. Đi vào 13 của chương 2. Đi vào 13 chương 2. Đã có tiếng súng. Chưa phát hiện nó bắn ở đâu. Nó bắn ở đây nha. Ôi. Má nhỉ. Tiếp theo đạn. Đến luôn này. À, ba thằng này. Đến luôn này. Quá hay, càng hay càng hay.
bắn nó phải nhiệt huyết như thế này mới được. Bọn khủng bố nó cúi đầu. Một tên, hai tên. Ok, watch go. Một trận này mình sẽ ra thay khẩu AK Pro. AK Pro. À, có tiếng súng hay sao? Bọn này bắn bắn gác thế nhỉ. Quả một tên, hai tên, ba tên, ba tên nữa. Đã ngáo ngừ rồi. Ok, let's go. Mình đã thay khẩu súng ngắm bằng khẩu AK Pro để di chuyển cho nó linh hoạt hơn. Vì trận này đội bắn rất rất gắt. AK Pro mình thay đạn rất nhanh. Bắn cực nhanh luôn. À. Quá nhanh luôn. Ao có dòng người là của hai dài, hai dài, hai dài. Đất có cánh cửa nào bắn à? Ba tên nữa. Mấy ở trong nữa. Này. Ok, watch it go. Đi vào 16 của chương 1. À quên, chương 2, chương 2. Đi vào 16, chương 2. Đã thấy bắn rồi. Bạn này rất áo ấy. Rồi mình không biết thằng nào đây. Giờ đã thấy thằng nào sau bắn mình rồi. Đông quá vậy. Đặt luôn khẩu súng trường bắn. Đặt
nhiều, nhiều bắn thoải mái đi, quan trọng là giết được khủng bố đấy. Nó cửa sang này nó bắn mình à. Đúng ba tên. Trong này hết à? Trong nhà này hết. Mất trong này à? Watch cầu đi vào 17 chương 2. Cùi con này bắn rồi đó. Đi vào 17 chương 2, một lần đấu với lại 23 tên khủng bố. Một tên. Hai tên. Ba tên. Bắn tấn nhỉ. Mọi người thấy chưa? Thấy số lượng súng nó hiện ở đây chưa? Thấy sự người cứu nợ quá đông khỏi nằm ra đẹp hơn quá sợ đây. Đấy. Còn hai tên nữa, hai hai nó phải manh động quá nhiều súng, tên cuối thì nó lại trốn à. Cuối thì nó lại trốn, của bọn này thì nó lại nhao ra nó bắn mình à, trốn ở đây à. Hello. Ok, đi vào 18 chương 2, mình đang cầm một khẩu chống tăng. Đạn thấy rất là nhanh. Bắn với lại bọn mà ra đông thì ok, rất là ngon. Ok luôn. Thảo mà kê nhỉ. Ngoài bắn dưới chân nữa nhá. Bắn dưới chân nhá, chứ bắn bắn trực tiếp mọi người là không chết đâu, bay xác luôn. Đã hết đạn. Ấy đúng thế. No. Ơi. Ôi giời, to này nó có thùng nào vừa. Nghĩ là không có thùng ấy.
Ôi. Chạy vào đây. Chạy vào đây. Còn 2 tí nữa. Ok. Ok, Wasco, chúng ta vừa trải nghiệm thử khẩu chống tăng B40. Bây giờ chúng ta quay trở lại với AK Pro. AK Pro. Một tên đã đi. Ok, có tí súng. Có tí súng. AK thường. Bắn rất giáp. Rất giáp. Wow. Thầy chúng liên tục luôn. Liên tục luôn. Nó rất có kinh nghiệm, nó đi toàn đi đồng đội rồi. Rồi. Này giờ nó đi rất hay đi đông và khả năng chạy của nó, di chuyển của nó rất nhanh nhưng mà ám luôn ngang cái rồi chỗ nọ chạy nó kia bắn hết quá chúng. Độ khó đã tăng cao, ta cần phải chú ý chứ không cần phải nơ mơ như trước đã. Máu chúng ta đã mất nhiều. Đi vào 20 chương 2. 26 tên khủng bố. 26 tên này nó không nơ mơ. 26 tên chương 1 rất là nhanh, nguy hiểm. Móc anh. Còn đâu bé ơi. Còn đâu bé ơi. Mã văn tài, mua gì mã văn tài. Hả? Nghĩ. Chúng ta.
À, trời. Hả? Chết rồi. Woo!